Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tý Tiền Tỉ và hôm nay mình lại tiếp tục với series ARK cùng với mod SCP. Và ở tập trước thì mình đã lai tạo ra được một cái con chó quỷ. Con chó quỷ đột biến chỉ số sức mạnh đó. Trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng sử dụng em nó để đi vòng vòng căn cứ săn những con zombie á, luyện cấp. Thì hôm nay mình cũng đã đặt tên cho em nó thành là Siêu Quỷ á. Con này thì được mình chăm sóc một cách kỹ lưỡng 100% nè, cho nên em nó rất là mạnh luôn á. Và hôm nay mình còn phát hiện ra cái con quái vật đầu lo này của mình nè, nó có một cái chức năng rất là đặc biệt luôn á. Trong cái phần này nó có một chức năng là turret mode. Nó còn có cả trí tuệ nhân tạo nè, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tấn công mục tiêu. Cho nên mình nảy ra một cái ý định, mình sẽ đem nó xuống phía bên dưới căn cứ của mình một cái để cho nó bảo vệ căn cứ thử nha. Nó có turret mode, chắc chắn là bảo vệ căn cứ sẽ rất là ngon luôn á. Mình sẽ tạm thời có cái con rồng xanh này của mình vô một cái nha. Có rồng xanh, có con này vô luôn. Sau đó thì mình sẽ lấy cái con quái vật đầu lo phía bên trên xuống phía bên dưới nè. Mình sẽ bật cái tính năng turret mode của nó lên trước ha. Rồi sau đó thì bật cái tính năng trí tuệ nhân tạo của nó lên luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ cho nó ở trạng thái hung dữ ha, để mấy con nào mà tấn công vô là nó sẽ xử hết. Đây thì đang bắt siêu nè, mình sẽ chuyển sang hung dữ, hung hăng hết. Đó. Nó bắt đầu tấn công. Ồ, nó cào một phát 18.000 đam. Vậy là bây giờ mình không cần cái này nữa đâu. Mình sẽ đập bỏ luôn đi, để cho mấy con zombie nó dễ vô ăn. Những con ở xa xa ngoài kia thì cũng bị mất máu luôn. Mình thì cũng bị hơi bị chón nha. Nó hú là mình cũng bị chón luôn á. Đây thì bây giờ chắc là không cần mấy cái này nữa rồi. Mình đập luôn á. Zombie vô cho mày là thấy cái cảnh ăn. Nó đá, nó cào. Nhiều khi nó sử dụng cái chiêu ăn thịt á. Cái chiêu đó thì thôi, quất phát là vài trăm triệu đam, ghê lắm. Đây mình sẽ đập luôn ha. Vậy là căn cứ của mình sẽ thoáng hơn và dễ đi ra đi vô hơn rồi đó. Tìm xem coi. Đây, ngoài này có mấy con dơm nè. Mình giả vờ ra phía bên ngoài này để cho nó dí mình nha. Đúng rồi, ông mập đều nè. Lùa vô gần chỗ này để test thử cho nó tấn công thử. Xem coi nó có sử dụng cái chiêu ăn thịt không nha. Nó ăn thịt con dơm bây giờ không biết lên được bao nhiêu đam à. Để đây là nó luyện cấp và nó cũng sẽ tự lên level luôn á. Đây thì thêm sức mạnh cho em nó một cái đi. Đó, cộng sức mạnh xong thì nó cũng hú lên nè. Ông mập thì vô đây. Mấy con zombie này thì buổi sáng cho nên đi cũng hơi chậm. Đó, trúng rồi. 4.000 đam, có khi chí mạng lên được mười mấy ngàn đam á. 18.000 đam để chiêu wow. Có khi 4.000 ha. Ông mập nữa kìa. Ông mập là gần xíu thì mới tới ha. Con này mình cho cái chức năng là turret mode á, cho nên nó sẽ không đi lung tung đâu, nó chỉ đứng ở ngay chỗ này để bảo vệ thôi. Trời ơi, ông mập vô đam dữ ăn. Đây thì mình sẽ lụm đòn cái. Zombie quân đội hả? 17.000 máu. Được. Vô đây luôn. Vẫn chưa thấy nó sử dụng cái chiêu ăn thịt nha. Nó mà sử dụng cái chiêu ăn thịt thì mới xịn. Nó cầm lên một cái nó nhét vô miệng của nó luôn á, thì ghê gớm lắm. Hú này là gây đam từ xa nè, tuốt ở phía bên ngoài kia. Nhưng mà mình cũng sẽ bị dính luôn á. Ở phía đằng sau nhà cũng bị dính đam luôn nữa. Chết ở phía đằng sau luôn nè. Đó, căn cứ của mình bây giờ thì cực kỳ an toàn. Bà con zombie quân đội này thì còn chút xíu máu nữa thôi. Trời ơi, nó đá nhỏ cái đi luôn mà. Và xem coi có đồ gì xịn không. Ui, đạn rocket. Wow, ngon. Đạn rocket, mình có cái súng rocket lâu lắm rồi nhưng mà chưa có đạn, hôm nay có đạn luôn. Đây, lấy ra để sử dụng liền. Mình có lượm được thêm cây súng nhắm đó nè. Súng nhắm để bắn cũng ngon lắm. Hôm nay thì có thêm cây này nữa rồi. Mình sẽ test đam cái ăn. Nó đang cào kìa. À, con kia cũng vô gần căn cứ luôn hả? Rồi luôn, xong. Đây, bắn thử một cái thôi. 6.000 đam thôi. Con nào gần hơn nữa không? Đây đó không? Đây bắn bể nhà đó, cho nên bắn mấy con xa thôi. Như đây nè, quất cho một phát 25.000 đam. Cũng tùy con á. Đi một phát nữa nè, 25.000 đam tròn số rồi á. Nếu mình bắn vô cái con khủng long như vậy thì sao đây? Được có mấy trăm thôi. Nhưng mà bắn vô mấy con dêm thì vô đam lắm. Xa là chút xíu để bắn mình tự quỷ luôn á. 25.000 đam cho một hit á. Lượm được mười mấy viên luôn á. Vậy là căn cứ của mình bây giờ sẽ rất là an toàn luôn á. Không có con nào có thể tấn công được với cánh tay dài của nó á. Và trong tập ngày hôm nay á thì mình sẽ sử dụng con đệ của mình đây. Trong tập ngày hôm nay á, thì mình sẽ chế tạo cho mình một đồ cỏ này. Đồ cỏ ghi một cái để mình lên đường quay trở lại đầm lầy á. Mình bắt cái con gấu bên đầm lầy luôn. Con đó tem theo kiểu bách siêu mà mình thấy nó cũng hung dữ lắm, cho nên làm bộ đồ cỏ để mình ẩn núp ăn. Nó không nhìn thấy mình lại gần mình cho nó ăn luôn. Đây một cái tay một cái nè. Dứt luôn, dứt luôn. Rồi, bây giờ là ngon lành ha. Lên đường, lên đường. Con này thì cứ để đây thôi. Đó, nó lại hú lên á. Mình cưỡi con này thì cũng bị chón luôn á. Nhưng mà không có tính đam thôi. Còn mấy con zombie là bị tính đam hết. An toàn hơn con rồng xanh nhiều. Đây, mới giờ là mình đã thấy có một con nè, 180 anh. Bên đây một con nữa, 520. Đó, 520 thấy được rồi đó. Nhưng mà bên đây thì nhiều lắm, cho nên mình tha hồ mà quẹo lựa. Còn phía bên đây là 300 mấy ha. Còn phía bên đây thì 580 nữa nè. Đó, xịn xịn nè, 580. Xem có con nào 600 luôn không. Chứ này thì có 80 ha. 80, 580 là cái con quái. Bên đây thì có con thêm mấy con giống con Angen nè. 60 hả? Ừ, con này cùi quá ăn. 60 thì dứt cho một phát, cắn hai phát là xong nè. Con này cũng là SCP luôn á. Nhưng mà level hơi cùi. Vậy là mình thấy có một con ăn. Có một con level 580 là thấy xịn á. Ở ngoài kia thì xuất hiện nhiều nha. Vô trong này thì bắt đầu ít thưa đi dần dần rồi. Có nữa nè. Nhưng mà level có 100 mà. Chắc hốt cái con 580 luôn là đẹp. Con đó là dừa ha. Bên đây không có. Mình sẽ để ý kỹ ở phía bên dưới ăn. Đầm lầy nó hơi tùm á. Nhiều khi có mấy con SCP nhỏ nhỏ mà mình không nhìn thấy á, nên phải kỹ xíu. Đây thì mấy con rắn được thôi. Rắn này là rắn của vanilla thôi. Con này bây giờ mình sẽ hạ cánh xuống một cái. Nó ăn thịt cừu, thịt đùi, với lại thích ăn mật ong. Một dạng con gấu cho nên là rất thích mật ong. Mật ong thì mình không có. Con này thì có thịt đùi thôi, không có thịt cừu. Thịt cừu thì trên người cái con sói của mình, con chó quỷ, siêu quỷ nè. Đây có. Đây rồi. Rồi, cất em nó vô một cái anh. Mình sẽ đi vào phía bên kia, lén vô mình cho nó ăn. Con đó mình thấy nó tấn công những con khủng long xung quanh cũng ghê lắm. Không biết mình vô thì nó có tấn công không đây. Cầm xuống phía bên dưới một cái anh. Đó, nó đi đánh con Baronto kìa. Baronto có vẻ như chịu không nổi với sức mạnh của nó đâu. Nó có tất cả là 2 con lận mà. Ui, con Baronto. Trời ơi, con Baronto nó quẩy đuôi cái dính mình luôn mà. Đây thì có con Raptor phải không? Raptor mình lên mình xỉa con Raptor một cái. Một phát nè. Ui da, có 3 viên đạn vậy. Có chừng hư giáp chứ không? Hư giáp nó công về sữa nữa. Rồi bỏ chạy luôn hả? Mình sẽ kéo con đệ của mình qua đây. Quỷ này liều thiệt chứ, liều nè. Cái súng mình bắn không xi nhê nha. Để cho con này nó xử hết mấy con xung quanh đi. Ủa, con kia nó chạy ở bển rồi hả? À đây, 3 con một chỗ luôn. Wow, 180 nè. Rồi 580. Rồi 380. Sao nhiều cái 80 dữ không? Wow, nó chuyển sang màu đỏ. Nó có tấn công mình không mà chuyển sang màu đỏ ghê vậy. Nhưng mà hình như nó không tấn công mình thì sao á. Nó ngồi xuống rồi nè. Ui, xong luôn nè. Con này là con này con 80, 180, con này nè. Mình muốn bắt con xịn. Vậy là e vô một cái là xong. Con này thấy nó không dữ thôi chứ là gần nó thì nó không tấn công mình. Đây được một con nè. Trời ơi, con này thì level hơi cùi á. Mình muốn bắt con này xịn hơn. Bên kia một con nữa ha, 80 nữa nè. Con này 520. Con này thì mình cứ chắc cơ vô nó. Rồi cất cái vô đi. Cất cái vô một cái đây anh. Mình bắt con xịn rồi mình thẳng test luôn. Còn bên đây cái gì đây? À, con Raptor hả? Raptor này nó liều. Dẫn nó ra phía bên ngoài đi. Dứt cho một cái nè. Đảm bảo chắc ăn mình không đụng tới nó anh. Nó thấy mình lại gần là nó ngồi xuống liền. Nó không có di chuyển á. Nếu mà mình đi á, thì nó sẽ bắt đầu đứng dậy kìa. Bắt đầu di chuyển và tấn công con zombie liền. Và con này thì chờ cho nó đói anh. Vậy thì mình sẽ kéo con sứa của mình qua đi. Để cho nó bắt đầu giảm phút xuống dần dần luôn. Đắp lên nè. Đứng gần nó cho nó giảm phút xuống. Nó bắt đầu hiệu ứng heal nè. Nó bị con zombie tấn công nè. Vậy em phải đi xa đằng chút đi. Để cho nó tấn công hết mấy con zombie. Đó, đứng xa là nó sẽ tấn công nè. Ngộ cái là chỉ cần thấy xuất hiện con người á là sẽ bắt đầu hiền đi liền, nó không có tấn công những mục tiêu xung quanh. Con này có một đặc tính rất là lạ nè, nhìn cũng hiền. 520 hai con luôn hả? Ui con này không biết có like đồ không? Ui sẵn mình bắt luôn hai con luôn chứ. Đúng rồi, con đực con cái đi chung luôn nè. Rồi, đấy, ăn vô cưng ơi. Đó, đường nào mình cũng phải chờ con kia. Còn con phía bên đây thì 580 luôn. Bên đây nữa nè. Nhiều như vậy. Con thì cho ăn luôn ấy. Ui nhiều á, 580, bên đây 520, bên đây 580 con cái. Vậy là hai con xịn luôn, hai con 580. Mình có thể kết hợp nó lại. Đem coi nó đẻ được không anh, để tạo ra thế hệ tiếp theo. Đột biến chỉ số nó thì ngon luôn. Con này nếu mình đứng gần nó thì không biết nó giảm phút xuống nhanh không đây. Để xem trong phần đánh dấu một cái. 3 con luôn hả? Nó đang giảm phút xuống nè. Nhưng mà giảm xuống từ từ ha. Nó không có như kiểu tem theo cái KO đâu. Tem KO thì nó giảm nhanh chứ còn tem này thì giảm hơi chậm. Không có chiêu phun lửa gì tím tím ra phía bên ngoài á. À, mình sẽ đi xa xa đi anh. Đời nào cái con sứa này cũng không có công dụng với nó. Ở thôi mình cứ lụm hết đồ ở đây. Trong lúc chờ đợi thì mình đánh dấu hết vô luôn. Đó, khi nó đói thì mình nhìn vô là mình biết liền á. Trong lúc đó thì mình lại tiếp tục ở đây để mình đi vòng vòng. Mình luyện cấp cho con đệ này của mình nè. Tăng hết tất cả những con xung quanh ở đây à. Luyện cấp thêm cho cái con siêu quỷ này của mình mới được. Mũi chuồn chuồn. Đây là đầm lầy. Đầm lầy bên đây thì thưa thớt quá. Chỉ có mấy con gấu đó là mình thấy xuất hiện nhiều à. Xuất hiện một nồi luôn á. Ngoài này ra ngoài bờ biển rồi. Ui ngoài này có thêm nữa nè. Nhưng mà không xịn bằng trong kia. Trong kia vẫn xịn hơn. Đây toàn là rắn rết thôi ha. Mấy con gấu này không biết là mình đánh sẽ được gì ha. Để mình xem thử ha. Vô mình thử thịt nó luôn ha. Đài đài. Chạy đâu cưng ơi. 3 con luôn hả? Dứt luôn. Đánh nó không tấn công lại mình luôn kìa. Con này hiền ghê á. Thậm chí là mình tấn công nó, nó ngồi xuống thôi. À nó ngồi xuống nó kháng đam. Mình hồi nãy mình đánh một phát vài phát thôi là đi. Mà nó ngồi xuống cái bật chức năng kháng đam lên. Invisible. À giống như kiểu tàng hình vậy đó. Mình sẽ tấn công nó không có gây đam được. À mình sẽ chờ cho nó đứng dậy ha. Sau đó thì mình sẽ quay trở lại. Đó đó. Nó chưa kịp ngồi xuống thì mình nhào cho mình tấn công. Cũng vậy luôn hả? Cũng kháng đam mà. Ngộ á. Chị không tấn công được rồi. Nó kháng đam kinh dị quá. Ra phía bên ngoài này cho nó thoáng thoáng anh. Đi săn dọc dọc ở phía bên ngoài này nè. Đó có mấy con ba sơn để luyện cấp cũng được. Quân đệ của mình thì có lên level không? Được 2 cấp nữa anh. Thêm sức mạnh đi. Sức mạnh càng nhiều là nó sẽ xả độc. Và lên turbo càng nhanh hơn nữa đó. Đây con gì vậy? SCP 96 à. Con này nhiều bạn kêu mình bắt nè. Thì ra nó xuất hiện ở bên cái bãi cát ở phía bên đây à. Con này tên theo kiểu KO. 120 mấy ngàn máu. Turbo của nó bao nhiêu vậy nè? Turbo nó 300 mấy à. Con này xả độc một phát chắc không xi nhê quá. Ủa nó quỵ xuống rồi. Trời. Nhìn ghê gớm quá vậy. Ủa nó chạy nhanh lắm. Nó quỵ xuống kìa. Nó quỵ xuống nó nộ lên. Wow, nó bật cái chiêu nộ của nó lên á. Mình sẽ động thêm một cái nữa. Ây da. Nó đánh mình mấy trăm đam hả? Cộng với hiệu ứng cả chảy máu nữa. Ui nó chạy nhanh lắm. Mình tưởng là nó là con zombie không á chứ. Ây da, lòng vòng với nó. Tóm xuống lưới được không em? À, con này chắc phải về làm cái viên đạn ơi. Đạn xịn mới được. Nó turbo hơi nhiều á. Đây, giọt. Mấy con kia thì vẫn chưa á. Đổi hơi lâu á. Xả thì lên turbo á, nhưng mà nó hơi nhiều turbo. Đây. Mình sẽ xuống phía bên dưới anh. Hôm nay thì trong này 600 mấy hả? Vậy được 1 mũi á. Naco một cái, nâng cấp lên. Sau đó thì chế tạo được 1 mũi thôi. Trong này mình sẽ hút thêm 200 cái nữa đi. 300 luôn. Đó, 300 chế tạo để dành luôn. Căn cứ của mình hôm nay trời bây giờ an toàn ghê. Không có con dơm nào tấn công là gần được luôn mà. Với 1 mũi này thôi kết hợp với lại cái súng lưới của mình. Con đó nhỏ nhỏ, mình nghĩ chắc là có thể tóm súng lưới được á. Tóm được thì nã một mũi chắc là lụm. Đây thì mình sẽ quay trở lại chỗ cũ luôn ha. Tính đi luyện cho cái con siêu quỷ của mình. Không ngờ phát hiện ra em nó. Dứt luôn, dứt luôn. Đây rồi. Thử xem, thử xem. À, xanh 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 nè. Dứt cho một cái, rồi luôn. Xong, 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 xong. Vô đầu một phát nè. Ui xỉu luôn ơi. What? Một phát mà một lụm luôn. Con này ăn thịt cừu à. Đấy, đang sẵn có luôn. Con này thì chỉ cần vài cục thôi. Cũng ăn mật ong luôn nữa nè. Nhưng mà thịt cừu thì có chứ thôi. Và quên nữa, lấy 999 vào phía bên đây. Rồi, giảm xuống, giảm xuống. Đó, mấy con tem KO vậy nè. Nhiều khi mình thấy nó còn dễ hơn tem theo kiểu bát siêu nữa. Bát siêu đỡ cái là đỡ tốn mũi tên thôi. Chứ còn tem hơi lâu á. Chờ để cho nó đói hơi lâu. Trong kia thì chưa có sẵn sàng để ăn luôn mà. Ngoài này thì xong luôn rồi nè. Trời ơi. Con này bây giờ thì đang còn bị dính súng lưới à. Hay tạm thời mình cất con này vô để đỡ bị dính hiệu ứng nè. Dễ dàng nhìn nó hơn thôi. Nhìn mặt nó giống kiểu zombie á. Nó đang bị rung mà. Mình nhìn nó xuống xuống lưới à. Đây rồi, xảy rồi. Đứng im, đứng im, đứng im. Bắt siêu nha. Con này thì tạm thời cất vô cái đây. Lát nữa luyện cấp tiếp. Còn bây giờ đi thử sức mạnh con này một cái à. Ui, mình lên trên vai đó mình ngồi luôn à. Chuột phải à. À, chiếc chuột phải nãy nó nộ lên nè. Nó có hiệu ứng nộ lên, cuồng nộ lên, điên cuồng lên nè. Đánh thường thử cái thôi. 1700 đó. Còn chiêu ít thôi. Ủa. À, chiêu ít là nó cào hả? Cái này nó cào mục tiêu làm cho mục tiêu bị chảy máu. Còn chiêu C. Chiêu C là giả. À, chiêu C là tán, tán nè. Lấy cái tay à. Giả vô mặt cái con dơ một phát. Được 1300 thôi. Chiêu chón, chiêu nộ này của nó cũng lâu rồi chứ. Mấy chục giây á. Quy... RO ship là chạy nhanh. Con này chạy nhanh cực kỳ luôn á. Control bên đây cũng không có. À vậy nó có chơi 2 chiêu thôi. Chiêu ít với lại chiêu C á. Với chiêu C với là chiêu búp nộ lên. Giả con này một cái á. À, cộng với hiệu ứng chảy máu. Ủa chảy máu của nó mạnh lắm nha. Chảy máu nó kìa. Máu có 2000 thôi mà nó chảy tới tận 200 máu. Còn cái con này thì máu nó cũng 2000 mấy ha. Kiếm con nào máu nhiều nhiều á. Máu nhiều nhiều mình giả hơn cái coi có chảy theo % không. Cái con dơm này thì 2000 mấy máu không à. 3000 nè. Giả hơn cái thôi. Ờ cũng vậy ha. À vậy là hình như nó chảy máu chuẩn rồi chứ không có chảy theo %. Nếu mà mình cộng cho nó sức mạnh nè. Con này cũng không tốc độ được. Và còn hạn chế cộng food với lại oxy nữa. Con này mà cộng tốc độ nữa thì chắc là khủng khiếp lắm. Bây giờ thì giả lại một cái à. Bấm chiêu giả này nhiều khi nó nhảy nhảy lên á. 600 mấy. À có tăng lên nè. Vậy là hiệu ứng tăng lên theo sức mạnh vật lý luôn nữa. Trời trời trời, chí mạng kìa. Trăm mấy à. Mấy con trong kia thì vẫn chưa xong nữa ha. Đánh thường là đấm à. À đấm tới, đấm tới. Đấm tới bây giờ đấm một cái là 2400 đúng không. Sau đó thì mình sẽ chưa cooldown á. Cái chiêu nổ của nó hơi lâu. Vẫn chưa cooldown xong nữa. Thì vô trong kia để chờ đợi cho mấy con kia cho nó tỉnh lại luôn em. Đây, mấy con raptor nè, nhào nhào vô đây, đấm cho một cái. Thêm 2 điểm nữa. Con này sau khi tem xong á thì máu. Ôi, bị nét xuống nha. Hồi nãy là phiên bản quan giả là 100 mấy chục ngàn. Còn bây giờ còn có 90 mấy ngàn máu thôi. Vậy bị nép sức mạnh xuống rồi. Giả một cái nè, chảy máu nè. Một phát á thì... Ủa? Sao không phải giật máu vậy? Đây cào chiêu này nè. À, chiêu ít nó đầu nó nhảy đam nha. Còn chiêu C thì nó có hiệu ứng chảy máu nhưng mà nó không có hiện lên. Còn chiêu này là giả vô đam không cao nhưng mà chảy máu dữ dằn lắm. Còn chiêu này là được cái 3000 đam nè. Nhưng mà chảy máu không hiện hiệu ứng lên. Đó cũng có chảy á. Nhưng hình như chảy ít á. Thấy máu cũng tuột xuống kìa. Thanh máu nó liên tục tuột xuống á. Còn chiêu này thì được 900 nhưng mà nó sẽ giật một lần 400 mấy gần 500. Mình cộng thêm sức mạnh vô nữa thì chắc là nó còn giật hơn nữa. Mỗi lần cộng điểm của nó vô thì nó giống như đang nộ lên nè. Bây giờ thì nộ được rồi đó. Đó, quỳ xuống sau đó thì hú lên. Đúng kiểu kinh dị luôn á. Bây giờ thì đánh thường một cái thôi, đấm thường một cái nè, 6.500 luôn rồi. Và mấy con phía bên kia thì vẫn chưa nữa hả? Lâu dữ vậy. Ở đây thì có Badonto luyện cấp ngon nè, cho nên là dứt một phát á. Đó, bây giờ thì chỉ có 1.700 thôi, nhưng mà chảy máu tới tận gần 900. Một phát bỏ đi thôi anh, là dần dần em nó cũng tự sẽ chết à. Đủ đam không? Ui, thiếu một hit luôn kìa. Thiếu một hit nữa thôi là đi rồi. Thôi tiễn em nó lên đường, xin luôn một ít thịt đùi. Còn phía bên đây thì ui, tự chết luôn nè. Mấy con ít máu là nó chảy máu tới chết luôn á. Con này thì mình sẽ tạm thời ẩn nó vô đi. Con này có chức năng gì không? À, không có chức năng anh. Không có chức năng AI cũng không. Ấy da. Trời ơi, con quỷ dơm bể luôn bộ giáp luôn mà. Nó không có chức năng giống như con quái vật đầu lo. Và con quỷ đó nó cứ giả giả mình văng ra phía bên ngoài hoài á, tanh luôn bộ giáp luôn rồi. Không được, mình phải xử lý cái con quỷ Badonto ở đây mới được. Đảm bảo cho khu vực này dễ đi ra đi vô, chứ nó cứ giả giả mình hoài à. Bên kia chạy bên kia hết rồi. Ai đây, vào một phía bên bệnh để tiếp tục ăn dơ cưng ơi. Tiếp tục nè. Đó, lần này bây giờ nó sẽ ăn nhanh hơn á. Nó đói rồi cho nên là sẽ. Đó, ăn liên tục luôn. Xong, một con. Đứng im luôn. Con này là mình phải đặt tên cho nó là chắc là gấu quỷ anh. Con kia chó quỷ, còn con này thì gấu quỷ. Con này xong rồi cho nên mình sẽ bỏ đi phần đánh dấu của em nó một cái. Còn hai con kia ha, mình chủ yếu bắt thêm con cái nữa thôi. Đánh thường một cái thôi. 400 mấy, gần 500 nè. Chụp phải là đập xuống đất đó. Chụp phải đập xuống đất nè. Chiêu ít thôi. À, ít là phun lửa. Còn chiêu C, C là cào cào. Cào một cái. À, con này không có chảy máu như con kia. Con này chỉ gây đam thôi. Còn chiêu đập xuống đất của nó thì là chiêu mạnh nhất của nó luôn á. Chiêu cào cào thì được có mấy trăm thôi. Con này farm được gì không? Không có farm được sát hay gỗ gì hết á. Đi hơi chậm luôn á. Con này thì có cho phép nâng tốc độ nè. Gì vậy? Ui, mình cộng điểm cho nó nghe nó cười lên nghe ghê vậy. What? Ghê thiệt sự luôn á. Cộng điểm nghe nó còn cười cười lên nữa. Và con phía bên đây thì cũng đói luôn rồi. Đây đây. Con này mình sẽ bắt siêu nha. Vô cho nó ăn thôi. Đó. Con phía sau lưng của nó là 380 hả? Thôi, mình sẽ không bắt con đó đâu. Bắt con này nữa đủ rồi. Đây, xong luôn. Vậy là có hai con được con cái luôn đó. Con này thì mình sẽ cất bớt con vô một cái anh. Con này chắc chơi cho con cái đây. Qua đầm lầy thu phục được quá chừng luôn á. Con này thì leo lên. Đó, leo lên sau đó thì mình sẽ sử dụng đánh luôn. Đánh luôn con ở phía đằng sau luôn. Ui, con này nó kháng đam, đánh được có 4 đam thôi kìa. Trời ơi. Ăn sát thì được á, đánh mấy con bình thường thì được, nhưng mà đánh cùng đồng loại là coi như là không có đam. Chuột phải thôi ơi. Ui, chuột phải nó farm được berry à. À, con này là thuộc dạng là giống như con gấu anh kiến á. Đánh chuột phải thì nó farm được berry, nhưng mà cây thì nó không có farm được à. Chỉ farm được berry thôi. Này thì cũng đã xong rồi, để đây đây. Mình quen tay bấm số 0 để ăn vô rồi. Bây giờ thì tắt đi phần đánh dấu luôn ha. Con này chắc là thôi hỏi đi. Có hai con xịn rồi. Lát giờ mình thử nghiệm xem coi. Đây thì C thử coi. C là cào cào, Q, R, O, Shift, Control. Control không có. Control bên đây cũng không có luôn. ALT. C là để cào rồi. Vậy là con này cũng có hai chiêu á. Phun lửa này nè. Mình sẽ lại thử với con gắn thử xem coi phun một phát là được bao nhiêu đam nè. Thấy cái lửa tím tím nhìn cũng hắc ám dữ lắm. À đúng rồi. Cộng một cái nè. Đó, nghe tiếng cười đúng không? Ui, đúng kinh dị luôn á. Gớm thật sự. Con kia thì cộng nó nổ lên á, còn con này cộng là tiếng cười. Đây, đập một phát là 2000 đam. Con này thuộc dạng là cốt của cái con gấu ăn kiến á. Không biết là nó có tăng đam khi mà ăn mấy con bọ không, đúng không? Để mình tìm mấy con bọ cho nó ăn thử xem coi. Thường thường mấy con kiến hay xuất hiện bên thảo nguyên lắm. Mình sẽ qua phía bên đây mình tìm thử coi có không. Nó mà tăng đam lên là cũng sẽ mạnh lắm nè. Thì mình chút qua tốc độ đi. 10 cộng điểm cho nó ghê quá. Tóc dài, đúng rồi. Chắc là một phụ nữ rồi. Gì da, ghê quá vậy. Bên đây có robot nè. Thường thường mình thấy bên đây hay có mấy con ổ kiến lắm. Phun lửa. À, phun lửa hay tạo ra cái hiệu ứng đom đóm. Và nó bị giống như cái hiệu ứng của con voi ma mút á. Làm giảm đam, giảm sức mạnh xuống thôi. Còn nó thì đập, giờ chiêu đập chiêu mạnh nhất của nó. Còn chiêu cào này thì được có 500 mấy mà không có chảy máu nữa. Chiêu đập này có thể spam liên tục được. Cứ đập kình xuống anh. Đó, kích liên tục chụp phải thôi là đập là con cũng đi luôn. Chụp phải thôi. Chụp phải để lấy thịt. À ha, nó là Terrobot à. Terrobot nè. Vừa đánh mình sẽ vừa nghĩ xung quanh nè. Có một kiến nào không? Kiến hôm nay sao đâu mất tiêu hết rồi không biết nữa. Bình thường mình thấy bên đây kiến nhiều lắm. Hôm nay không thấy con nào hết trơn. Trắng que luôn. Toàn mấy con khủng long chảy trâu được không à. Bên đây mình thấy con nhỏ nhỏ này, con kiến đó không? Ủa con này là con. Nó biểu tượng là của cái con rái cá à. Con rái cá nhưng mà nó là SCP 529 level 200. Tem theo kiểu bát siêu. Ăn thịt cá hả? Con này đâu có thịt cá đâu. Như con colo của mình có thịt cá thì phải. Con colo này có. À có nè. Thịt cá bự, thịt cá xịn luôn á. Ui. Con này là con mèo hai chân. Bắt siêu nha. Đứng im. Mình sẽ kéo thịt xuống phía bên dưới để cho nó ăn cái. Tôi còn có 200 thôi. Một phát. Vậy là phải ăn 3 phát là mới được. À, sẵn sàng để ăn lần tiếp theo rồi. Đây. Ăn giờ cưng ơi. Con mèo này lấy cái biểu tượng của con rái cá chắc là biến thành con bé thú cưng của mình á. Chắc là để bích úp lên trên vai rồi. Và nó cũng hiền lắm. Và chuẩn bị ăn lần tiếp theo nữa. Thêm vài lần nữa thôi là em nó trở thành đệ tử của mình. Đây rồi, xong. Đúng rồi, bích úp lên trên vai nè. Tao quăng xuống phía bên dưới và mình thấy có chức năng bét. Đứng yên một cái. À, nó nhảy múa. Nó nhảy múa rồi nó có cái hiệu ứng gì dưới chân của nó đó. Vàng lên á. Đây, sẽ bắt ấp lên trên vai của mình cho an toàn hay mấy con zombie này nó tấn công liên tục á. Và mình cũng sẽ bỏ đem đánh dấu luôn cho đỡ dương díu á. Đúng rồi, nó là con mèo. Nhưng mà chỉ có phần nửa trước thôi anh. Nó không có nửa sau. Nó thì có chức năng bét này nè. Giống như cái con em của con mô chớp á, cái con nhỏ nhỏ. À đúng rồi, giống cái con phía bên đây nè. Đây giống cái con này luôn nè. Nó cũng có chức năng bét á, nhưng mà cái con đó búp điểm kinh nghiệm. Còn con này mình không thấy nó búp cái gì cho mình hết à. Nó chỉ búp cho bản thân của nó thôi. Vàng lên nè. Đó, cao nè. Rồi để trên lưng của mình á thì nó đẹp vậy thôi ha. Không biết có chức năng giữ ấm giống như con rái cá không nè. Còn bây giờ thì đứng lâu một chỗ là zombie xuất hiện qua chừng qua đất à. Chuột phải một cái à. Chuột phải bây giờ 2000 mấy nè. Thì chí mạng lên 100 mấy chục ngàn đam. Còn có khi là có được 500 đam nữa. Mình đi tìm kiến nhưng mà mình thấy nguyên một bầy mấy con SCP 610 kìa. Nhện đồ ăn với con rồng sâu với lại con Titan. Bên đây là vùng đất hay xuất hiện mấy con này luôn á. Rồi, ôi có con tôm đa ke nữa nè. Đó. À 520 anh. Con mà mình mới bắt tập ngày hôm qua luôn á. Nó cũng xuất hiện ở phía bên này anh. Con này thì nó hiền lắm, nó cứ đơ mặt nó ra vậy á. Ở đây mình thấy có mấy con bọ cạp nè. Mình sẽ cho nó ăn mấy con bọ cạp thử xem coi có búp lên không. Xem coi có giống như mấy con gấu ăn kiến không nha. Đập cái á. À hình như không có. Không có búp ha. Vậy là con này thì nhìn thân hình nó giống con gấu ăn kiến thôi. Chứ thật ra thì nó không phải. Bên kia mình thấy hình như có kiến á. Mình sẽ test thêm một lần nữa đảm bảo chính xác á. Ôi có cái hòm nè. Cái hòm nốt. Hòm này lấy được tăng điểm kinh nghiệm nè. Nói về con ếch à, ếch độc. Bây giờ thì đánh sẽ tăng điểm kinh nghiệm á. Con này là con dữ quá bảo cát chứ không phải là con kiến. Nhìn xa xa thấy nhỏ nhỏ tưởng kiến này, ngờ không phải. Đi dọc dọc qua phía bên đây không có con kiến nào hết. Có một con con 93. Nãy mình bắt được 96 đó. Còn con này con 93. Con này cũng có hai chân luôn nè. Giống như con mèo ăn. Nhào nhào vô thử con này luôn. Con này hai mấy ngàn máu thôi, đập được. Có hú cái giảm đam xuống nè. Nó kháng hiệu ứng à. Con này kháng hiệu ứng. Đập một cái 2000 đam tròn số dữ. Nó cạo mình bị knock buff ra. Đó, nó búp cho mình hiệu ứng đâm đớm á kìa. Mình thì búp hiệu ứng đâm đớm cho nó không được ha. Đâm đớm của Yomamut búp cho nó không xì nhơi. Con này chắc phải lên thêm một chút tốc độ nữa. Đây. Đó. Ghê thật sự luôn á. Ở gần gần chỗ này mình nhớ có một cái hang động. Hay là sẵn đây mình vô mình khám phá luôn á. Gần gần chỗ cái ổ của bờ te hay gì á. Ngay chỗ cái mỏm đá này đúng không? À đây, ngay chỗ này nè. Đây, đây. Tới rồi. Đó. Mình sẽ sử dụng cái con 96 anh. SCP 96 mới bắt được. Sẵn mình vô trong hang mình có gì luyện cấp cho em nó luôn. Đó, vô trong này lót là chắc chắn là hang anti-fact. Cho sáng sáng lên xíu anh. Tầm này thì được rồi nè. Hơi tối anh, vậy cho sáng đi. Hang này giống bên cái hang sa mạc quá vậy, của map sa mạc á. Ui, trong này mới tồn nhiều lắm. Đây là đường cùng rồi nè. Vậy đi phía bên kia. Mình sẽ khám phá từng ngóc ngách ở trong này anh. Đó, đường này bắt đầu đi sâu tới phía bên dưới nè. Trên này có biểu tượng của cái cột đánh boss. Chỗ này bích đường, vậy là đi vòng xuống phía bên dưới, chui xuống phía bên dưới. Sau đó thì đi vô thêm nữa. Đây. Đó, đi vô cánh cửa, có đồ nè. Cái gì trong này đây? Cái cung với lại cái quần nè. Biểu tượng cánh tay, đúng rồi. Một phần của cái hang động bên map sa mạc nè. Ở phía bên dưới, đây rồi, thấy rồi. Nhảy qua một cái. Đi xuống phía bên dưới này. Chỗ này thì nhảy qua một cái là tới. Hút luôn một phát. Tính là cái hang này an toàn ghê luôn á. Không có con gì trong này hết à. Không có quái gì hết à. Đây thì đi xuống phía bên dưới luôn. Xuống cái hồ nước. Con này xuống nước thì... Ui, bơi nhanh dữ hả. Quay vào lặn sâu xuống phía bên dưới thì cũng không có gì dưới này anh. Ui, không ngờ con này bơi nhanh vậy luôn á. Chui qua mấy cái lỗ được nè. Vậy là con này đi trên bờ nhanh mà còn xuống nước cũng nhanh nữa. Con này xịn đó chứ. Con này mà có chiêu nào đó đánh tăng turbo nữa thì bá quá anh. Tiếc cái là em nó không có. Và có dơm xuất hiện nè. Zombie nổ. Zombie nổ này thì nguy hiểm nha. Đánh nó trước cho thì nó nổ. Lại gần nó nổ cho một cái. Vậy trong này chỉ có zombie thôi chứ không có nhện, không có bọ cạp gì hết anh. Tưởng ở trong này phải có bọ ngựa, bọ cạp đồ. Đó, quay trở lại thấy có mấy con dơm thôi à. Vậy là có thêm một cái anti-fact để dành sau này á. Vậy là hôm nay đó các bạn thì mình bắt gì được hai con gấu quỷ á. Hai con này chắc chắn là phụ nữ nè. Thì mình cộng điểm cho nó thì nghe nó tiếng cười á, rất là đáng sợ luôn á. Và thêm một con mèo ở phía bên đây. Và đặc biệt nhất á là mình đã có SCP-096 rồi. Với cái chiêu cuồng nộ lên á. Ghê gớm lắm luôn á. Và cộng điểm cho nó thì nhìn nó cũng ghê gớm không kém đâu. Đó, y chang như là nộ lên luôn á. Quỳ xuống sau đó thì hú lên nè. Wow. Và thêm một em mèo nữa. Em mèo này thì để trên vai. Chắc là có chức năng giúp cho mình chống lạnh thôi chứ còn không có công dụng đâu. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình cũng như series ARK thì đừng quên cho mình xin một like với video để mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.